Như các bạn đã biết, phim chuyển thể và chuyện gốc có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau. Chuyện là để cho chúng ta tưởng tượng và phim sẽ thực hiện hóa cái trí tưởng tượng đó. Có chuyện đọc rất hay, nhưng khi lên phim thì lại chẳng được như kỳ vọng. À ngược lại, tuy nhiên, kiếm hiệp Kim Dung thực sự hấp dẫn ở cả chuyện lẫn phim bởi lối hành văn của tác giả đầy cuốn hút, câu từ gần gũi với đời thực. Trong khi chuyện của Cổ Long lại khác, đọc chuyện của ông thực sự khó hiểu, nhiều khi không có tính logic. Cái hay của Cổ Long đó chính là miêu tả được tâm trạng của nhân vật tới mức đỉnh phong. Thế nhưng lên phim thì điều này cực kỳ khó khăn. Vì thế phim Kim Dung đa số đều được khẳng định hay hơn phim của Cổ Long rất nhiều. Thú thực thì Đình Phong đã xem phim chuyển thể của Kim Dung, sau đó mới đọc truyện. Theo quan điểm của cá nhân tại hạ, đối với phần lớn tác phẩm nổi tiếng thì truyện hay hơn phim. Tuy nhiên, có những bộ phim chuyển thể lại có một số chi tiết cải biên hay hơn cả truyện gốc. Đó là điều không thể phủ nhận. Những bộ phim đó là phiên bản năm bao nhiêu của tác phẩm nào, sửa chuyện ra sao mà khiến cho Đình Phong khen tấm tắc. Hôm nay mọi người hãy cùng tại hạ điểm qua trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Liên Thành Quyết có lẽ là bộ truyện tăm tối nhất của nhà văn Kim Dung. Cha con lừa nhau, đồ đệ phản thầy, huynh đệ tương tàn, vì một kho báu mà cả lũ đòi sống đòi chết đoạt lấy. Cuối cùng, tất cả chìm trong cõi vĩnh hằng. Nói chung đây là một bộ truyện tạm được, vì võ công ở trong đó không có chi nổi bật, có ít cao thủ và các tình huống cũng không hấp dẫn kịch tính. Nhưng bản chuyển thể năm 2003, Đình Phong cảm thấy khá ưng và hấp dẫn với vài thay đổi so với cốt truyện. Chỉ tiếc là cái phân đoạn giữa Đinh Điển và Địch Ân ở trong ngục hơi tối, sáng tí nữa thì đẹp. Điều làm tại hạ thấy ấn tượng bởi bản phim này đó chính là Địch Ân khá ngầu. Cái cảnh chàng xử hai cha con Vạn Trấn Sơn à Vạn Khuê cực đẹp, kết thúc bằng pha tung khuê lên đỉnh Chô Mô Lung Ma rồi rơi thẳng vào mũi kiếm của Địch Ân đang trở sẵn. Thêm một chi tiết thay đổi nữa, đó chính là Hoa Thiết Cán. Cán sau khi rời khỏi Động Tuyết đã quay trở lại Trung Nguyên, tự xưng minh chủ võ lâm. Thế nhưng chưa ngồi ấm chỗ, đã bị Địch Ân xông tới xử. Cả hai tỉ thí võ nghệ bằng những chiêu thức tuyệt hảo, hay và chất hơn rất nhiều so với chuyện gốc. Kim Dung biết lão bị chết chùm khi cố gắng đoạt lấy bảo tàng. Khí Phách Anh Hùng là một bộ phim chế rất nhiều so với chuyện gốc Bích Huyết Kiếm, đặc biệt là xuất hiện tới hai nam chính. Người đầu tiên dĩ nhiên rồi chính là Viên Thừa Chí, và người thứ hai là Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi. Nghĩ đến đây, Đình Phong lại có điều hết sức buồn cười. Đó là vì nương tử của y cũng tên là Nghi, chỉ khác họ. Nếu theo cách gọi của Việt Nam, công nhận chuyện ấy khá thú vị. Khí Phách Anh Hùng có tổng cộng 35 tập, nhưng mất gần chục tập để nói về cuộc đời của Kim Xà Lang Quân. Vậy thì nói ông ta là main trong phim không có gì sai cả. Không biết khán giả như thế nào, chứ bộ phim chỉ nên có một ánh hào quang, mà cái ánh ấy trong phim lại phải chia đôi, khiến cho Thừa Chí bị lu mờ. Chính cái tên Khí Phách Anh Hùng có lẽ cũng xuất phát từ cá tính của Hạ Tuyết Nghi mà ra. Có một thay đổi nữa, đó chính là Ôn Nghi mẹ của Thanh Thanh không chết và sống hạnh phúc cùng bạn trai. Trong một phần đoạn cuối, lúc Thừa Chí đánh nhau với Ngọc Chân Tử, chưa phân thắng bại, Mục Nhân Thanh đã nói rằng: "Đồ Nhi, sao con cứ xử kim xà kiếm pháp nhiều vậy? Con xính ngoại khinh nội à? Bao nhiêu võ công bản phái, hãy mang ra dùng thử." Quả nhiên chàng bật chế độ full power, Ngọc Chân Tử đâm kiếm vào, bị bật ngược trở ra, và Mộc Tang đạo nhân nhảy tới, đâm chết tên phản đồ. Đó là một điều rất hay, bởi vì Mộc Tang và Ngọc Chân Tử là hai huynh đệ đồng môn, việc lão thanh lý môn hộ sư đệ hoàn toàn hợp lý.
Tiếu Ngạo Giang Hồ, bản 2001, có lẽ là bản xuất sắc nhất trong các chuyển thể từ bộ truyện gốc nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Một trong những điểm nhấn làm cho Đình Phong cảm thấy siêu ấn tượng đó là vẻ đẹp của Doanh Muội, nữ diễn viên Hứa Tình, đã toát ra sự đằm thắm, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, khiến cho những chàng trai yêu thích cái đẹp như Tại Hạ phải kính mộ vô cùng. Về cơ bản thì đạo diễn Trương Kỷ Trung đã thể hiện gần giống cốt truyện. Tuy nhiên, có một chi tiết thay đổi so với truyện gốc mà thực sự Đình Phong khá thích, đó là pha chốt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nếu như trong truyện, Sung Nát cực kỳ vô dụng, trong Hậu Động Ngọc Nữ Phong bị Nhạc Bất Quẩn vây lưới và đành khoanh tay chịu trói, còn Trưởng Môn Phái Hoa Sơn được Nghi Lâm tặng cho một nhát kiếm, về cõi Vĩnh Hằng thì Sung trong bộ phim này khá gấu chiến. Còn nhớ khi Mất Quần định xử Doanh Muội, Sung dùng Độc Cô Cổ Kiếm chiến thắng lão. Lúc xong việc, chàng gân cổ lên rồi nói: "Nào sư phụ, ông muốn giết tôi à? Ông có đủ khả năng đó không?" Nói rồi, chàng quẳng cho lão một ánh nhìn của kẻ chiến thắng. Đấy, đàn ông là phải như thế chứ. Về sau Quân Tử Kiếm vì muốn xưng bá võ lâm đã lên Hắc Mộc Nhai giết Nhậm Ngã Hành, Sung lại phải đích thân ra tay xử Nhạc. Điều này hoàn toàn không có trong truyện gốc, nhưng nó lại là một sự thay đổi hấp dẫn. Bởi vì trong truyện, Nhạc mang tầm đại cao thủ, tự dưng bị Nghi Lâm xiền chết, còn Nhậm đang muốn lên Hằng Sơn quẩy một trận thì lại chết bất đắc kỳ tử. Kim Dung mô tả rằng trận ấy cả Phương Chứng rồi Sung Hư cũng lên trợ giúp anh Nát, nhưng cuối cùng ai nấy đều trưng hửng, chả có một trận long tranh hổ đấu nào diễn ra, nên thú thực Đình Phong cảm thấy hơi thiếu muối. Trong các phiên bản Thì Lòng Bát Bộ, chắc chắn độc giả sẽ lựa chọn bản chuyển thể năm 2003 là xuất sắc nhất, sau đó mới đến bản 1997. Điều này Đình Phong hoàn toàn đồng ý. Còn lại những bản khác thì thú thực Tại Hạ rất đáng quan ngại. Bản 2013, Tiêu Phong như thằng ốm đói, dự thì không ra dáng thư sinh hiền lành. Còn bản mới đây nhất cũng tệ chẳng kém, ngoại hình diễn viên tạm được, nhưng nội dung phim cùng với diễn xuất thì ối giời ơi. Đình Phong thích bản 2003 nhất vì nó cực khớp với chuyện, đặc biệt là các diễn viên quá xuất sắc. Nhưng nếu nói về cảm xúc, chắc chắn phải là bản 1997, bởi nó là mối tình đầu của Tại Hạ, nên mình cảm thấy vô cùng ấn tượng. Và lại trong phiên bản này có những thay đổi so với chuyện vô cùng hay, dù rằng thời đó kỹ xảo chưa có nhiều. Điểm nhấn mà Đình Phong cảm thấy ưng ý nhất đó chính là cho Cưu Ma Chí gặp và đấu với cả Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong từ rất sớm, mặc dù trong truyện gốc không hề có chi tiết này. Chi tiết ấy diễn ra ở tập thứ 15. Anh em nào đã quên có thể lên trên YouTube xem lại. Lúc này Đại Hội Anh Hùng tại Tụ Hiền Trang đã kết thúc được mấy ngày thì đoàn dự Vương Yên mới tới. Dự sau khi hỏi quản gia biết được sự thực liền buồn bã ra về. Đúng lúc này thì anh Chi Ma Cứu, hay còn gọi là anh Cưu Ma Chí đến. Chỉ thấy gia trang không có ai liền hỏi. Ngự Yên đáp: "Tất cả đã giải tán rồi." Lão nghe xong tức giận vô cùng. DM nhà nó, mình là Spotlight mà, sao không có mình mà đã giải tán? Không có Cưu Ma Chí này thì sao gọi là Đại Hội Anh Hùng được? Trong lúc lão đang lẩm bẩm thì Dự Yên lầm lì lẻn ra ngoài. Chí từ bên trong kỳ già quát: "Hai đứa này mày định chạy với cậu à?" Yên liền bảo với bạn trai: "Đoàn huynh, mau dùng súng 6 nòng xả tên ác tăng kia đi." Dự nghe lời định dùng lục mạch thì chẳng ngờ Chí nó đã bắn trước rồi. Sáu kiếm ngon lành cành đào chứ chẳng chơi. Đúng lúc này thì Mộ Dung Phục và Sư Chữ Huyền tới. Cưu Ma Chí cười như nắc nẻ: "Giang hồ đồn có Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong thì lẩn tránh không ra, còn Nam Mộ Dung
chẳng khác gì thằng ăn hại đái khai. Mộ Dung Phục, tên bại tướng kia, sao còn dám vác mặt đến đây? Mộ Dung Phục cay lắm, cầm kiếm xông đến, mới được mấy chiêu đã cự không nổi, bị Chí đánh gãy cả kiếm, đá cho một nhát ngã chồng cành. Sư Chữ Huyền thấy vậy cũng nhảy vào, nhưng vì tuổi cao sức yếu, đành lực bất tòng tâm. Chí định ô in hết tất cả, thì chợt đầu Tiêu Phong xuất hiện. Cả hai giao thủ qua loa rồi dừng lại. Chí thấy đối phương có vẻ khá cứng liền bảo: "Các hạ là..." Ông trả lời: "Tại hạ là Kiều Phong, đại sư đã gây quá nhiều chuyện rồi." Chí sung sướng quá cười nói: "Cuối cùng thì ta đã gặp được đủ cả Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Chỉ đáng tiếc Nam Mộ Dung thì quá tệ, còn Bắc Kiều Phong, tiểu tăng cũng muốn lĩnh giáo. Anh em mình solo cái nhỉ?" Phong đáp: "Nếu đại sư thích thì tại hạ cũng đành chiều từ A tới Z, xin mời." Thế là cả hai nhảy vào đấm nhau chí chóe, bóng trường ầm ầm, bất phân thắng bại. Cưu Ma Chí liền nói: "Kiều Bang chủ quả nhiên danh bất hư truyền, Hàng Long thập bát trưởng đúng là tuyệt học võ lâm. Chỉ đáng tiếc tề danh với các hạ thì như xịt, vừa vô dụng lại vừa sống bẩn tính, có sách dép cũng chẳng bằng được Bắc Kiều Phong. Thiên hạ này kẻ có thể bất phân thắng bại với tiểu tăng, ngoài các hạ ra thì chẳng còn một ai. Thôi hẹn ngày tái ngộ." Chí vội vàng cong lít rời đi. Ra đến một ngõ hẻm vắng người thì nôn ra cả lít máu. Tiểu Bảo và Khang Hy, phiên bản năm 2000, là một bộ phim được Đình Phong đánh giá còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với bộ truyện nguyên gốc Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Lý do đầu tiên, bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên cực kỳ thực lực, tỷ như Trương Vệ Kiện thủ vai Tiểu Bảo, Lâm Tâm Như vai Kiến Ninh, Chu Ân vai A Kha, Trịnh Y Kiện vai Trần Cận Nam, Ngô Mạnh Đạt vai Hải Đại Phú, và đặc biệt là diễn viên người nhớn Từ Cẩm Giang đóng là Ngao Bái. Tiểu Bảo và Khang Hy 2000 có rất nhiều sự cải biên. Đầu tiên là biến Ngao Bái cùng Hải Đại Phú trở thành đại cao thủ, trong khi nguyên tác bọn họ chỉ là ao tù nước động, là con tép trên mép con mèo so với những nhân vật xuất hiện về sau. Đình Phong vô cùng ấn tượng khi đạo diễn đã nhấn mạnh tới chuyện Ngao Bái bị nhốt trong ngục tối, sau đó được bọn lạt ma võ nghệ cao cường tới giải cứu. Lúc này lão hung hăng xông ra đánh cho Hồ Đức Đế sấp mặt. Xin giới thiệu thêm là nhân vật Hồ Đức Đế hình như không có trong truyện Lộc Đỉnh Ký, nhưng lại có trong phim, đảm nhiệm vai tổng đà chủ khi Trần Cận Nam bị chết. Chi tiết này không biết có đúng không, vì phim này lâu lắm Đình Phong cũng không xem. Nếu sai thì anh em thông cảm nhé. Chúng ta cùng tiếp tục. Khi Tiểu Bảo tới gần giả ở đốt pháo, khiến Ngao Bái chủ quan, tưởng mình đã né được cả đạn Tây. Bỗng nghe bùm một phát, viên đạn trong tay họ phi phóng ra, găm vào giữa trán Ngao Bái. Lão đã chính thức bị hit shot. Về sau, Tiểu Bảo đánh hạ Ngô Tam Quế, phá đảo Thần Long, lập được bao nhiêu chiến công, khiến Khang Hy phải phong tước rất lớn cho y. Thế nhưng sự thực thì vẫn là sự thực, y là người của Thiên Địa Hội. Việc này bị phát giác, Khang Hy quay qua trọng dụng Nhất Kiếm Phô Huyết Phùng Tích Phạm. Phạm lúc này ra oai, nhưng Tiểu Bảo nhờ hấp thu công lực của Tô Thuyên cộng thêm công lực cả đời của Hồ Đức Đế mà trở thành đại cao thủ siêu cấp, đạt tới cảnh giới trời đất quỷ thần cũng phải kinh sợ. Y không hãi nhà vua, cũng chẳng ngán Tích Phạm, nhưng anh hùng quả bất để chúng, vì lo cho tính mệnh của các bà vợ và sư phụ, đã chấp nhận khoanh tay chịu trói. Khang Hy tuy thương Tiểu Bảo nhưng không thể không giết y. Tiểu Bảo bị đưa lên đoạn đầu đài, khiến Tích Phạm cực kỳ đắc ý. Chẳng ngờ kẻ bị giết lại là thằng xúc sinh Phong Tế Trung. Tích Phạm tưởng Tiểu Bảo chết rồi, liền quay qua quấy rối Tờ Giờ, mấy em sinh tươi của họ Phi. Đang lúc có ý đồ xấu thì chợt y xuất hiện,
làm cho lão vãi đái ra quần. Tiểu Bảo đấm cho Tích Phạm nhấc cả người. Đình Phong phải khâm phục đạo diễn, có một câu thoại lúc cuối phim cực kỳ hay. Khi họ Vi đánh lão tới hơn chục trường để xả giận, y liền nói: trường này là của Hồ Đức Đế, trường này là của Đa Long, trường này là của vợ thứ nhất, vợ thứ nhì, trường cuối là của Kim Dung. Tích Phạm thở không ra hơi, cố hỏi: Kim Dung là ai? Tiểu Bảo liền đáp: Kim Dung mà cũng không biết, người chết thật là đáng đời.